là bác Buffy của thằng Thành sẽ không chỉ là một bác Buffy đang kể chuyện vui cho mọi người cười, mà dĩ nhiên nó sẽ có diễn xuất ở trong đó nữa. Đó là một phiên bản bác Buffy hoàn toàn mới. Tại buổi giới thiệu phim Đất Rừng Phương Nam diễn ra vào ngày 20 tháng 9, Trấn Thành đã có những chia sẻ về tạo hình vai bác Buffy gây tranh cãi thời gian qua. Theo Trấn Thành, việc khán giả tranh cãi về vai diễn này của anh ở bản điện ảnh một phần do ấn tượng sâu đậm với màn hóa thân của nghệ sĩ Mạc Can. Thường mà mình vào một cái vai gì đó mà nó trở thành kinh điển hay là gây ấn tượng trong lòng mỗi người đó, thì rất là khó để mà mình tái hiện lại một cách mà được mọi người đón nhận. Riêng cá nhân thành thích thử thách lắm, thành rất là thích làm những việc gì mà mình cảm thấy là mình phải cố gắng để vượt qua, thì mình lại rất là thích, nó thích thích cái sự sáng tạo rất là nhiều. Cho nên là mình nghĩ là khán giả cũng sẽ không so sánh nhiều đâu, bởi vì mỗi một bác Buffy trong một cái phiên bản phim nào đó sẽ là một bác Buffy khác nhau tùy vào cái nội dung phim nữa. Nói về lý do nhận lời vai diễn này, Trấn Thành tiết lộ vì bản thân say mê phiên bản truyền hình ra mắt cách đây 25 năm. Về đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, anh cũng cho biết mời Trấn Thành vào vai diễn bác Buffy không phải là chưa thu hút khán giả. Nam đạo diễn khẳng định rằng vì thấy Trấn Thành phù hợp với vai diễn này nên đã gửi lời mời. Trấn Thành là một cái nhân vật bác Buffy này, cái người rất là hoạt ngôn, nhưng mà trong cái hoạt ngôn của bác thì luôn luôn có ẩn chứa những cái ẩn ý ở trong đó, thì mình nghĩ rằng người rất là phù hợp. Thật ra bây giờ hỏi là xem có option khác mình cũng không nghĩ ra. Cái mặt thì bây giờ mình có một cái đội ngũ hóa trang nó tốt hơn. Mình đi qua Trung Quốc nghiên cứu các hóa trang về những cái đâu rồi để nhập về để làm, thì mong rằng mọi người sẽ thấy các công ty của Trấn Thành là một cái kiểu khác. Phim điện ảnh Đất Rừng Phương Nam được làm từ tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi do Nguyễn Quang Dũng đạo diễn. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên bao gồm Tuấn Trần, Trấn Thành, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn, Tiến Luật, Huỳnh Đông, Mai Tài Phến, Văn Di. Phim có sự cố vấn của đạo diễn Vinh Sơn, người đã tạo nên thành công của phiên bản phim truyền hình Đất Phương Nam 25 năm trước. Dự kiến phim sẽ ra mắt vào ngày 20 tháng 10 tới.